Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm nay, xã Ngọc Liên đã gieo cấy là 147,8 ha, đạt 100% kế hoạch đề ra. Cây ngô xuân là 20,1 ha trên 24,3 ha, lạc xuân là 30,5 trên 27,2 ha, rau đậu các loại đã gieo trồng được là 27,2 trên 35 ha. Thực hiện kế hoạch sản xuất đã chọn một giống chủ lực từ 2 đến 3 giống, ưu tiên sử dụng giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, có năng suất cao, chất lượng tốt, mở rộng diện tích lúa lai và lúa thuần chất lượng cao, bố trí trà lúa xuân muộn là chủ yếu. Dựa vào đặc điểm của thời tiết năm nay, xã đã chỉ đạo nhân dân tùy vào điều kiện thực tế để bố trí thời vụ gieo cấy phù hợp theo nguyên tắc bảo đảm cấy xung quanh tiết lập xuân, lúa phân hóa đồng và trổ gặp thời tiết thuận lợi. Đối với các loại cây màu, xã Ngọc Liên đã chỉ đạo và hướng dẫn các thôn lựa chọn các giống cây trồng thích hợp với từng vùng sản xuất, có điều kiện sản xuất, có thị trường tiêu thụ để mở rộng diện tích, đặc biệt chỉ đạo quan tâm thực hiện có hiệu quả việc bố trí các cây màu trên đất trồng lúa được chuyển đổi. Ngoài thời vụ gieo trồng, nhân dân tranh thủ thời tiết có mưa, đất ruộng để gieo trồng chăm sóc và linh hoạt các hình thức tưới có hiệu quả cho cây trồng. Đến thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân xã Ngọc Liên đã ra đồng chăm sóc lúa xuân và các loại hoa màu với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Tại thời điểm hiện tại, lúa và các loại cây trồng vụ xuân đang sinh trưởng và phát triển tốt, chưa xuất hiện các loại sâu bệnh lạ. Chúng tôi đã chỉ đạo bà con nhân dân là gieo cấy đúng thời vụ, đúng lịch thời vụ, cho nên là đến bây giờ là lúa phát triển cơ bản là rất là tốt, nước đảm bảo. Trong cái công tác chỉ đạo hiện tại bây giờ thì chúng tôi đã kiểm tra và phát hiện hiện nay là có một số cái loại sâu bệnh và cái chuột nó phá hoại và cái bệnh đạo ôn lá, thì chúng tôi đã có công văn và thông tin về cho bà con nhân dân là mua thuốc diệt chuột tập trung rồi là phòng trừ sâu bệnh đảm bảo. Thì với cái phương châm là chỉ đạo làm sao khi phấn đấu vụ chiêm xuân năm 2021 này thì cái năng suất lúa của Ngọc Liên sẽ đạt từ 57-58 tạ trên ha theo như kế hoạch để đề ra ngay từ đầu năm.